Bản tin trưa ngày 24 tháng 7 Lũ quét, lở đất ở Trung Quốc Có tin cả ngôi làng biến mất Người dân cáo buộc chính quyền che giấu sự thật Mục sư Mỹ tiên đoán cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị ám sát một lần nữa Triều Tiên kêu gọi ông Trump không nên nhầm lẫn chính sách đối ngoại với cảm xúc cá nhân Bà Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump trong thăm dò mới nhất của Reuters, Israel Nga tuyên bố giết chết 50 giảng viên quân sự phương Tây trong cuộc tấn công hỏa tiễn vào Kharkiv. Ngoại trưởng Ukraine đi Trung Quốc để đàm phán về việc chấn dứt chiến tranh. Mỹ công bố số liệu đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí. Cháy rừng bùng phát dữ dội ở Canada. 25.000 cư dân được yêu cầu di rời khẩn cấp. Kim Chi xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin trưa của Đại Kỷ Nguyên. Hôm nay là thứ Tư, ngày 24 tháng 7 Vừa rồi là phần điểm tin, sau đây là nội dung chi tiết. Lũ quét ở Trung Quốc, có tin cả ngôi làng biến mất, người dân cáo buộc chính quyền che giấu sự thật. Kính thưa quý vị, vào sáng sớm ngày 20 tháng 7, một trận lũ quét, lở đất bất ngờ xảy ra ở huyện Hán Nguyên, thành phố Nhà An, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Các quan chức tuyên bố rằng thảm họa đã ảnh hưởng đến 1.524 người, trong đó 30 người mất tích. Sau đó, phát hiện ra rằng 4 người còn sống và 8 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Triệu Lan Kiện, một cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc, hôm 22 tháng 7 cáo buộc chính quyền đang che giấu thông tin và rằng một ngôi làng đã hoàn toàn biến mất. Triệu Lan Kiện cho biết một người bạn của ông đã tiết lộ sự thật và yêu cầu ông lên tiếng cho các nạn nhân người bạn của ông Triệu khẳng định có một ngôi làng ở Hán Nguyên đã bị phá hủy hoàn toàn bởi trận lở đất, nhưng các phương tiện truyền thông Trung Quốc không nhắc đến, họ không báo cáo sự thật. Người bạn của ông Triệu cũng mô tả đây là một sự kiện vô cùng bi thảm. Khi tin tức này được đưa ra, cư dân mạng Trung Quốc đã thảo luận sôi nổi. Có người nói thiểm Tây đã đổ trách nhiệm cho mưa lũ, Tứ Xuyên đổ trách nhiệm cho lũ quét. Mọi nơi chính quyền đều đúng và không ai chịu trách nhiệm cả. Cũng có người cảm thán hiện có rất nhiều thảm họa, nhưng các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh vẫn nhắm mắt làm ngơ, bỏ dân trong lúc nước sôi lửa bỏng, sống chết mặc bay. Tin tiếp theo liên quan đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kính thưa quý vị, ông Biden Big, một sư người Mỹ, gần đây đã thu hút được sự chú ý của công chúng khi hồi tháng 3 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn, ông đã mô tả cảnh tượng có ai đó đang cố sát hại ông Trump, kể cả tình tiết viên đạn sượt qua tai và tay phải của ông Trump bị chảy máu. Thật trường hợp, 4 tháng sau điều này đã xảy ra, cựu Tổng thống Trump đã bị ám sát hụt trong cuộc vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Khi đó đạn cũng sửa tai và tay phải của ông Trump bị chảy máu. Mới đây, một sư Brandon Bick lại mô tả kiếp nạn của cựu Tổng thống Mỹ vẫn chưa qua và kêu gọi nhóm của ông Trump cần phải đề phòng bất chấp. Cụ thể, trong video mới được đăng trên cây TikTok của mình, một sư Bích mô tả một phụ nữ khác đang cố gắng ám sát cựu tổng thống Trump. Tôi thấy cô ấy là một phụ nữ tóc vàng với mái tóc xoăn kiểu Pháp, một chiếc váy đẹp, giống như cô ấy đang tham dự một bữa tiệc. Trông giống như cô ấy đang cải trang để tham dự một sự kiện quan trọng, nhưng thực tế là cô ấy đang cố làm tổn thương tổng thống Trump một lần nữa. Một sư Braden Bích sau đó cảnh báo nhóm của ông Trump phải cẩn thận và phải bảo đảm an toàn cho cựu Tổng thống. Đề cập đến sự việc xảy ra ở Pennsylvania, một sư bích cho biết nếu là ông thì ông sẽ thuê vệ sĩ mới vì cơ quan mật vụ không hoàn thành trách nhiệm của mình. Những lời trên của một sư Braden Bick hiện chỉ là một tiên đoán và chúng ta không biết liệu chứng có xảy ra hay không. Tuy nhiên, vì một sư này từng dự đoán chính xác vụ ám sát cựu Tổng thống Trump trước đó, nên những lời này của ông được xem là một cảnh báo đáng lo ngại. Báo cáo cho biết Thủ tướng Israel Netanyahu muốn gặp cựu Tổng thống Trump trong chuyến thăm Mỹ. Tờ Politico hôm thứ Hai, 22 tháng 7, trích dẫn các nguồn tin cho hay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu gặp ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong chuyến thăm chính thức tới Washington. Nhà lãnh đạo Israel dự kiến sẽ gặp Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và các quan chức cấp cao khác của Hoa Kỳ trong chuyến đi của mình. Ông cũng dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào thứ Tư, 24 tháng 7, đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Theo các nguồn tin của Politico, nhóm của Thủ tướng Netanyahu đã liên lạc với cựu tổng thống Trump, cố gắng sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp, có thể là ở Florida. Tuy vậy, nguồn tin của Politico lý ý, ông Trump vẫn chưa đồng ý, nhưng cũng không hoàn toàn từ chối gặp ông Netanyahu. Cựu tổng thống Trump là người ủng hộ trung thành của Israel, tuy nhiên Ông cũng bất đồng quan điểm với Thủ tướng Netanyahu sau khi nhà lãnh đạo Israel chúc mừng ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Gần đây, ông Trump cũng chỉ trích cách ông Netanyahu xử lý tình hình ở Gaza và sự thất bại của tình báo Israel khiến Hamas đột kích lãnh thổ, giết hại thường dân vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Triều Tiên kêu gọi ông Trump không nên nhầm lẫn chính sách đối ngoại với cảm xúc cá nhân. Theo đài NSC của Nhật Bản, Bình Nhưỡng đã kêu gọi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên nhầm lẫn chính sách đối ngoại của nhà nước với cảm xúc cá nhân, nhằm đắt lại việc ông Trump nhấn mạnh về tình bạn của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào thứ Năm tuần trước, cựu Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch hòa hợp với Kim Jong-un nếu ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Ông nói thêm rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng muốn thấy ông trở lại. Hôm thứ Ba 23 tháng 7, Triều Tiên đã đưa ra một bài bình luận thông qua hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho hay những phát biểu của ông Trump đã làm dấy lên triển vọng quan hệ Triều Tiên-Hoa Kỳ. Bài báo nói thêm rằng chính sách đối ngoại của một quốc gia và cảm xúc cá nhân phải được phân biệt rạch ròi, mặc dù ông Trump và ông Kim đã nhiều lần trao đổi thư từ cá nhân. Hai nhà lãnh đạo đã không đạt được thỏa thuận về việc nới lỏng lệnh trừng phạt và lộ trình phi hạt nhân hóa tại hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của họ Tuy nhiên, dưới thời ông Trump, Đình Nhưỡng đã hạn chế thử hỏa tiễn đạt đạo. Hiện cuộc bầu cử Mỹ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế vì nó sẽ định hình lại thế giới trong 4 năm nữa. Và chắc chắn, Triều Tiên cũng đang theo dõi nhất cử, nhất động cuộc bầu cử này để có đối sách phù hợp. Bà Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump trong thân dò mới nhất của Reuters, ISO. Một cuộc thân dò được thực hiện ngày 22 và 23 tháng 7 của Reuters ISO cho thấy, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang dẫn trước ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump 2% trong bối cảnh ông Joe Biden vừa tuyên bố ngừng tranh cử và đề cử bà Harris trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Bà Harris hôm 22 tháng 7, giờ Mỹ, cũng tuyên bố đã giành được đủ sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, nhưng chưa nhận được đề cử chính thức. Tham dò trên toàn quốc của Reuters Israel cho thấy, bà Harris nhận được 44% sự ủng hộ, trong khi ông Trump nhận được 42% từ những người tham gia khảo sát. Cuộc thăm dò này có phạm vi sai số 3%. Trong cuộc thăm dò trước đó vào ngày 15 và 16 tháng 7, bà Harris và ông Trump có cùng tỷ lệ ủng hộ là 44%. Tuy vậy, trong các cuộc thăm dò do The Hill và Decision Deck EQ thực hiện, hiện ông Trump hiện đang dẫn trước bà Harris 2 điểm 48% so với 46%. Nga tuyên bố giết chết 50 giảng viên quân sự phương Tây trong cuộc tấn công hỏa tiễn vào Kharkiv. Hôm 23 tháng 7, truyền thông nhà nước Nga dẫn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo của Nga vào khu vực Kharkiv, Đông Bắc, Ukraine đã giết chết hàng chục giảng viên quân sự phương Tây. Hệ thống hỏa tiễn iskander em đã tấn công vào điểm khai triển tạm thời của các giảng viên và lính đánh thuê từ các nước phương Tây tại Derhachi, vùng Kharkiv, hãng thông tấn TASS dẫn lời một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Thành phố Derhachi nằm cách thủ phủ của vùng Kharkiv khoảng 12 km về phía Tây Bắc. Kết quả của cuộc tấn công, khoảng 50 giảng viên quân sự nước ngoài đã thiệt mạng. Nguồn tin nói thêm, nhưng không nêu rõ thời điểm vụ tấn công xảy ra, không có thông tin chi tiết nào khác được cung cấp. Hiện chưa thể xác minh ngay lập tức thông tin này, và chính quyền Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ tấn công được báo cáo. Ngoại trưởng Ukraine đi Trung Quốc để đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh Theo bầu hơn thứ Ba ngày 23 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đã đến Bắc Kinh để thảo luận về cách chấm dứt chiến tranh với Nga. Trung Quốc tự coi mình là một bên trung lập trong cuộc chiến và cho biết họ không gửi viện trợ vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào, không giống như Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác. Tuy nhiên, mối quan hệ đối tác không giới hạn ngày càng sâu sắc với Nga đã khiến các thành viên NATO có những hỗ trợ từ Bắc Kinh mang tính quyết định trong cuộc chiến. Hôm thứ Ba, Ký cho biết chuyến đi Bắc Kinh của Ngoại trưởng Kuleba sẽ tập trung vào các cách ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga cũng như vai trò có thể có của Trung Quốc trong việc đạt được nền hòa bình bền vững và công bằng. Hồi đầu tháng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán rằng các cường quốc nên giúp Nga và Ukraine khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Chuyến đi Bắc Kinh khi đó được ông Obama mô tả là một sứ mệnh hòa bình. Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã công bố một bài báo kêu gọi giải quyết chính trị cho cuộc chiến. Tuy nhiên, bài báo đã bị các nước phương Tây chỉ trích vì cho phép Nga giữ lại phần lớn lãnh thổ mà họ đã chiến được ở Ukraine. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc rằng họ ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga tuần trước khẳng định rằng là trường của họ là cởi mở và minh bạch, đồng thời cáo buộc phương Tây tiếp tay cho xung đột thông qua việc vận chuyển vũ khí tới ký Mỹ công bố số liệu đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí Lần đầu tiên kể từ năm 2021, Mỹ đã công bố số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mình. Thông tin mới nhất được công bố bởi Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia NNSA, đơn vị giám sát kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Tính đến tháng 9 năm 2023, Mỹ có 3.748 đầu đạn trong kho dự trữ hạt nhân. Tài liệu của NSA chỉ ra rằng quy mô của kho dự trữ gần như không thay đổi so với năm 2021, thời điểm Mỹ công bố dữ liệu gần nhất. Vào thời điểm đó, Washington cho biết nước này có 3.750 đầu đạn tính đến tháng 9 năm 2020. Số liệu thống kê bao gồm cả đầu đạn đang hoạt động và không hoạt động, nhưng không bao gồm những đầu đạn đã ngừng hoạt động. Cơ quan này cho biết thêm từ năm 1994 đến năm 2023, Mỹ đã tháo rỡ 12.088 đầu đạn hạt nhân, 405 trong số đó đã được tháo rỡ từ năm 2020 đến năm 2023, và khoảng 2.000 đầu đạn hạt nhân bổ sung hiện đã ngừng hoạt động và đang chờ tháo rỡ. NNSA lưu ý rằng con số hiện tại đã giảm mạnh so với năm 1967, khi đó dự trữ đạt đỉnh điểm là 31.255 đầu đạn. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, tính đến năm 2024, Mỹ vẫn là cường quốc hạt nhân lớn thứ hai thế giới với tổng kho 5.044 đầu đạn. Dữ liệu của SIPRI cho thấy Nga là nước lớn nhất với 5.580 đầu đạn. Cháy rừng bùng phát dữ dội ở Canada, 25.000 cư dân được yêu cầu di rời khẩn cấp. Theo ghi nhận của ABC News, chính quyền địa phương Canada đã yêu cầu người dân di rời khẩn cấp khỏi khu vực Jasper và công viên quốc gia Jasper thuộc tỉnh Alberta khi cháy rừng đang dần mất kiểm soát. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Alberta cho hay, lệnh di rời khẩn cấp do cháy rừng được ban bố đến 15.000 người đang du lịch và lưu trú tại khu vực xung quanh công viên, cũng như khoảng 10.000 người ở thị trấn Jasper, bao gồm cả những người lao động thời vụ. Ước tính hàng ngàn người dân và du khách đã phải tức tốc di rời ngay trong đêm 23 tháng 7. Hiện chính quyền địa phương đang huy động thêm các nguồn lực cứu hỏa và phi cơ để hỗ trợ dập tắt đám cháy. Trong một tuyên bố, công viên quốc gia Jasper cho biết, ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ thị trấn và cộng đồng Jasper, hạn chế cháy rừng lan rộng về phía thị trấn, đường cao tốc 16 và cơ sở hạ tầng quan trọng. Các du khách đặt chỗ du lịch tại công viên quốc gia Jasper đến ngày 6 tháng 8 đều bị hủy bỏ Ngày công viên mở cửa trở lại vẫn chưa được công bố. Theo chính quyền, tỉnh Alberta đang cháy rừng cực kỳ nghiêm trọng với hơn 170 vụ cháy đang bùng phát trên khắp tỉnh. Thưa quý vị, bản tin trưa của Đại Kỳ Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong các bản tin tiếp theo.